Đây là thời điểm ngày hôm nay đã trở lại bản mờ. Một ngày đầu tiên tự tranh vào ngày hôm nay 28/1/2021. Đội chủ nhà đó là cơ hội cho ai và Buchen. Đối thủ đó là đoán tuổi như ý Guess My Eye ở vòng đầu tiên giải bóng đá cúp quốc gia trong một vòng tôm phạm đồng phiên bản cúp C1 2020-2021. Và đây là mùa thứ hai năm 2021 rồi. Đây là thời điểm diễn ra vào 15:30. Cặp đấu đang bắt chiến trước đây. Mày có bạn nam rất là đông. Mỗi thời gian ngày hôm nay cho cúp C1 để có dịp động được niềm vui tinh thần. Đang rơi vào những tình trạng hết sức khủng hoảng rồi. Khủng hoảng làm sao không thể làm ra vui nghe. Cơ hội cho ai đã đi bàn rất là nhanh. Buchen trước đoán tự như ý Guess My Eye. Cặp đấu sẽ là bắt tính chiến đầu tiên ở bảng M. Chúng ta chỉ còn 4 bàn còn lại thôi và khi như vòng bảng sẽ kết thúc rất là nhanh. Mùa bóng thứ hai tương đối dễ dàng. Đều đúng không? Hả? Quân à. Ồ, bạn này nói gì trời. Không, nào đây. Ồ, bạn này đã tạm biệt rồi. Con đã bóng tí rồi con về. Con đi không quen hả? Lớp mày là lớp 6 đi. Em này là lớp 6 đi. À đấy, có bạn này rất đẹp trai. Không khi đứa này thì không biết làm. Đây đó, bạn này biết nè. Ê ôi bạn chung đây. Đâu em đâu chân hả? Đều rồi đúng không? À bạn này đều. Ê đều đúng không? Không, mỗi em nắng hơn một cái. Tách biệt 5 bàn hả? Đều đúng không? Đều 4 đều. Mệt, ủa đâu chân à? Ồ. Ê, 3 giờ cái 4 giờ hay là 3 rưỡi đó? 3 giờ 50 hả? Ồ. Có vẻ là do là vì tìm bóng cũng giờ hơi ra không ra luôn. Thì số 4 đều. Cô cho ai với đoán tụi gì cầm 4 đều. Ôi cứ đi không sao. Hôm nay cặp đấu sẽ bắt chín sớm hơn vào lúc 15:50. Nếu như vậy thì sẽ kết thúc vào lúc 17:00 hoặc là khoảng 16:50. Một trận đấu cũng rất nhiều bàn thắng được ghi trong thời điểm này. Bàn thắng thứ 5
Đồ ở bên đây phải rồi, đoán tụi như ý. Ở bên đây trái là đồ chủ nhà, cô cho ai vui trên. 5-4 cho đoán tụi như ý. Đây là cặp đôi đã bắt chính vào lúc 15:50. Thì đi số là 5-4 rồi. Đang tiếp cho đội chủ nhà, cơ hội cho ai vui trên. Ở bảng mờ sau ngày thi đấu đầu tiên. Ồ, hôm nay nếu 3:50 đến này thì khoảng thời gian thi đấu được chỉ có 28 phút thôi. Bây giờ đã là 16:17 rồi. 27 phút rồi. Ồ. Hôm nay có vẻ là khoảng thời gian mà đoán được như ý với cô cho ai cũng đã nghỉ ngơi đây. Những ngày mơ màng ở trong vòng mơ đấu này từ ngày 13 tháng 11 mùa 2020. Hôm nay là mùa bóng thứ hai, cũng như là điều đó sẽ làm ra. Đây là bảng M, bảng mơ này. Đã có một cầu thủ đã bị đau chân nhưng dường như đã không đã làm được. Có vẻ bạn đó đã làm được. Đó là đội đoán tụi như ý. Tỷ số 5-4 này. Đây sẽ là nuôi hy vọng những gì đoán tụi như ý làm được. Có vẻ là sự nhầm lẫn rồi. Như vậy có vẻ là rồi, hôm nay thay bóng mới rồi. Hôm nay bóng đã thay mới rồi. Đây là cặp đấu cũng đã chưa qua được. À, ba. Ô, về lại rồi đây. Cặp đấu khác hả? Hả? Cặp đấu khác hả? Hay người, là... Hai người. À. Vẫn 4-5 đúng không? Bên em hơn một cái, 5-4. Ồ. À, chắc chắc bóng thay thế mà. Bóng kia bị sẹp đúng không? Dạ. À. Ồ, lượt lần bóng kia cũng bị sẹp rồi. Đi ở số trước rồi. Số này thì coi như là không thể được. 4:20. Hôm nay thông báo cho quý vị và các bạn nha. Hôm nay có cầu thủ vào sân hai người. Hôm nay có anh Nhật nè. Trời ơi. Cầu thủ đội đã giành chiếc vô địch trong giải U14 Trung học Nguyễn Du kìa. Hôm nay may mắn cho Phạm Minh Nhật luôn. Hay mà chiến thắng đậm đà trước Arsenal, Arsenal của Gia Huy. Còn đến từ khối 8 á, nói chung cũng lâu lâu gặp nhau rồi. Hôm nay sẽ chọn cặp đấu này là bắt chính hơn. Vì 15:50 thì cũng đã 28 phút chưa qua là bóng do bị vấn đề, cho nên là sẽ thay thế cho bóng khác. Cũng đã đặt ra rồi. Đây là thời điểm mà bóng cũng đã rất là hay rồi.
hay cách biệt là một bàn để đánh tỷ số 5-4. Giờ là hôm nay mở màn đầu quân có vẻ là cô cho ai không may mắn rồi. Trước đoán tuổi như ý. Hôm nay Phạm Anh Nhật là cũng ở đây rồi. Học sinh trung một cơ sở cũng có mặt ngay tại thời điểm này. Hôm nay rất là nhanh luôn. Không được. Năm nay các cầu thủ đã thi đấu được có 32 phút rồi, 32 phút đã chơi qua rất là nhanh, tỷ số 5-4 rồi, một bàn thắng rất nhiều nhờ thế thuộc về đội đón tuổi như ý Quest My Eye trước cầu cho ai vui trên đội chủ nhà. Giờ đang những gì mà Alo Media Entertainment cùng với Vicom Entertainment làm được, hạt thực lớn hơn hôm nay rất nhiều bàn thắng được ghi ở thời điểm này không hề may mắn được. Cô cho ai giờ cô cho ai đã trở về lại rất là nhanh. Chương trình đã qua 20 lên sóng, đoán tuổi như ý thì có 20 lên sóng thôi, coi chung cũng bằng nhau. Kèm sâu do so với giờ đoán tuổi như ý có vẻ đài trước rất là nhiều rồi, không bằng cô hội cho ai được đâu. Nhưng câu trả lời của cô hội cho ai đã đi sang ngang rồi. Hôm nay đáng ra là phải có thời gian để đủ phần trăm pin rồi. Hôm nay phần trăm pin đã 57 rồi, 57%. Đây là cũng là phần thời gian mà chúng ta sẽ chứng kiến. Cô cho cô đội chủ nhà. Không được. Đây, câu trả lời của có vẻ là đi sụt ra ngoài mất luôn. Trời, hôm nay có nắng rất là nhiều rồi. Đây là phiên bản Cúp C1 các truyền hình tại Việt Nam. Không được, bị sụp rồi, quá nhanh, quá nguy hiểm. Phân công cho đội chủ nhà, cơ hội cho ai vui trên, không ai truyền được. 6 vòng sẽ thi đấu chinh phục được cho cơ hội cho ai vui trên này sẽ là may mắn hơn. Cầu đã bị chóng mặt rồi.
Như Như ra bị đau rất là nhanh, không bao giờ làm xảy ra, có vẻ chóng mặt rồi. Tạm biệt cầu thủ này đã rời sân, thay cho cầu thủ thứ ba. Cầu thủ này, cầu thủ kia đã bị chóng mặt rồi, tự giác luôn. Hôm nay cũng sự giúp đỡ cái gì ấy, này có rất là dũng cảm, đã kiên trì được. Bây giờ thế này cũng không làm gì hết luôn. Không được, cú dứt điểm nhưng đã không thể vượt lên. Bảo Giang đã thi đấu được có 37 phút rồi. Bây giờ đã là 37 phút chưa qua. Phản công cho đoán tuổi như ý. Không có đường truyền nào, không có một xứng danh mạnh thần được. MC anh Trung là MC dẫn chuyện cơ hội cho ai? Trước sau lại Văn Sâm. Trung là MC anh Trung cũng là đảm huấn luyện viên trưởng luôn. Còn đã được như ý Đại Nghĩa là MC huấn luyện viên trưởng của đây của đối tượng như ý. Không được, không đánh đầu được. Anh Nhật. Không được. 6-4. Anh Nhật, Phạm Anh Nhật đã vào sân. Hai người ở phía ban đầu đem tỷ số là 6-4 cho đoán tuổi như ý. Khoảng cách bây giờ 2 bàn, rất nhanh cho anh Nhật. Không tưởng tượng gì mà tại thời điểm mà không nhận ra được. Bây giờ là khó khăn, khó khăn cho cơ hội cho ai vui trên rồi. Nhật, có vẻ anh Nhật đã phản lưới nhà rồi. Hình như là đội của cơ hội cho ai, chắc luôn. Anh Nhật đã phản lưới nhà rồi, không sự chú quan sát luôn. Hôm nay cổ động viên ở thời điểm này rất là đông, không hiểu sao mà điều này đã xảy ra. Bây giờ anh đầu ra quân mà có cho ai vui chen đã cuối cùng làm được, nhưng mà thời điểm hiện tại, nhưng bây giờ thì có vẻ là không. Cổ cho đáng tự duy 7-4. 7-4 cho đáng tự duy. Guess my eye.
đậu hũ biệt danh là Di Maria đã lập công rất là nhanh. Vô rồi Becker nằm địa số là 7-4 cho đội đánh tuổi như ý West My Eye, cách biệt 3 bàn. Cô cho ai vui chen khay ngày hôm nay có vài khăn là thiếu một sự may mắn rồi. Phòng anh Nhật đã là phản lưới nhà, có vẻ dường như không may mắn được. Là nó ngay từ đầu rồi mà giờ không làm được. 4:32. Ô bé kìa. Vừa